Thưa quý vị, tình hình tại chiến tuyến Kharkov đang hết sức khó khăn cho Kiev, khi Nga tăng cường sử dụng UAV tự sát Lancet để tập kích các mục tiêu của quân đội Ukraine. Trong số các vũ khí bị phá hủy, có cả pháo phản lực BM-21 Grad. Quân đội Ukraine mới đây thông báo rút lui khỏi nhiều điểm nóng dọc chiến tuyến ở Kharkov do sức ép từ lực lượng của Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tại một số khu vực quanh thành phố Vochansk và làng Lukiansti, các đơn vị đã cơ động và di chuyển tới vị trí thuận lợi hơn để đối phó với hỏa lực và những đợt tấn công của bộ binh đối phương, cũng như tránh thiệt hại và bảo toàn mạng sống cho binh sĩ. Dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho thấy, Nga duy trì nhịp độ tiến công tại tỉnh Kharkov. Lực lượng Nga mở 14 đợt tấn công vào ngày 14 tháng 5, 13 đợt vào ngày 13 tháng 5 và 22 đợt trong ngày 12 tháng 5. Nga sử dụng nhiều UAV tự sát lan xét, tập kích các mục tiêu của quân đội Ukraine, trong đó có cả pháo phản lực BM-21 Grad. BM-21 Grad được đưa vào sử dụng từ năm 1963 trong quân đội Liên Xô và hàng chục quốc gia trên thế giới. Dù ra đời đã lâu, nhưng dòng pháo phản lực này vẫn cực kỳ đáng sợ và là một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Nga. Tình hình Ukraine ở khu vực Đông Bắc nguy ngập đến mức Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải hủy tham gia tất cả các sự kiện quốc tế trong những ngày sắp tới, bao gồm cả chuyến thăm Tây Ban Nha, nơi ông dự kiến ký một thỏa thuận an ninh. Giới chức Ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự cho rằng, vị thế của Ukraine trên chiến trường trong những ngày gần đây đã xấu đi một cách nghiêm trọng. Trong tình thế bị áp đảo về số lượng và vũ khí, lực lượng quân sự Ukraine phải vất vả nỗ lực đẩy lui cuộc tấn công của Nga ở vùng Đông Bắc. Các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga có vẻ tiến chậm một chút ở Đông Bắc một phần là vì vào ngày thứ sáu của đợt tấn công này, họ đã tiếp cận được một số khu vực đô thị như Vovchansk, nên vấp phải sự kháng cự lớn hơn. Tổng Cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, tướng Kirilo Budanov phát biểu trên truyền hình Ukraine vào hôm 14 tháng 5 rằng các đơn vị Ukraine bổ sung đã được đưa nhanh từ khu vực này nhằm cản bước quân Nga. Mặc dù vậy, tướng Budanov thừa nhận tình hình vẫn rất căng thẳng và chuyển biến rất mau lẹ. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm 15 tháng 5 tuyên bố họ đã chiếm được hai khu định cư ở vùng đông bắc của chiến trường. Ngoài ra, Nga còn cho hay họ đã chiếm được ngôi làng Rabutino ở phía nam. Phía Ukraine phủ nhận tuyên bố này. Trước khi Skibichik, nghiệp phát ngôn Lữ đoàn 65 của Ukraine cho biết, đối phương mới chỉ nằm ở vùng rìa, còn chúng tôi vẫn ở trong làng. Truyền thông phương Tây đưa tin, quân đội Nga gần đây đã tăng cường triển khai chiến đấu cơ Su-57, tham gia vào nhiều hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine. Trang DefenseBlog.com cho biết, các lực lượng vũ trang Nga trong 30 ngày qua đã sử dụng các chiến đấu cơ Su-57 để thực hiện việc phóng 6 tên lửa hành trình nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Được biết, các máy bay Su-57 đó cất cánh từ một căn cứ không quân gần huyện Akertubinsk thuộc tỉnh Astrakhan, Nga. Khi thực hiện nhiệm vụ, Su-57 đều được hai máy bay chiến đấu Su-35 hộ tống. Khi thực hiện những nhiệm vụ mang tính nguy hiểm, các chiến cơ Su-57 sẽ sử dụng loại tên lửa hành trình KH-69, thứ vũ khí được truyền thông Nga coi là câu trả lời của Moscow dành cho tên lửa Taurus từ Đức và Storm Shadow, Sklap từ Anh, Pháp. Theo những hình ảnh được trang min.min.ua công bố đầu tháng này, quân đội Ukraine đã thu được một quả tên lửa KH-69 rơi trong khu rừng nằm ở quận Holovsky thuộc Kiev, Ukraine. Hiện chính quyền Nga chưa bình luận về thông tin được trang defenseblog.com đưa ra. Trong một diễn biến khác, trang tin Pravda Ukraine cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu gần đây đã ký quyết định gửi thêm cho Kiev lô tên lửa Aster-30 mới, loại được sử dụng cho hệ thống phòng không SAM-PT. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp không nêu rõ Paris sẽ gửi cho Ukraine bao nhiêu tên lửa Aster-30, cũng như lịch trình bàn giao. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 5 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa tầm xa ATACMS mà quân đội Ukraine phóng trong đêm nhằm vào Crimea. Quân đội Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp nhằm vào Crimea. Thống đốc thành phố Sevastopol thuộc Crimea, Mikhail Ravosajev cho biết, một số công trình và xe hơi đã bị hư hại, không có người nào bị thương, một số mục tiêu trên không đã bị bắn rơi. Cầu Crimea đã bị dừng lưu thông tạm thời. Moscow gần đây thường xuyên cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Trước đó, ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa ATACMS trên bán đảo Crimea. Tại cuộc gặp các chỉ huy quân khu của Nga hôm 15 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quân đội nước này đang đạt các bước tiến theo mọi hướng mỗi ngày trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Công việc đang được thực hiện theo kế hoạch đã được chỉ huy cụm tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt và vạch ra. Mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành. Hãng thông tấn TASS dẫn lời lãnh đạo Điền Kremlin cho biết thêm, không chỉ năm ngoái khi mọi cuộc phản công của đối phương đều bị đẩy lui mà còn từ đầu năm nay, binh lính của chúng ta đang không ngừng cải thiện vị trí ở mọi khu vực hàng ngày. Theo ông Putin, hoạt động của quân đội ở tiền tuyến càng hiệu quả, cơ hội giải quyết vấn đề Ukraine một cách hòa bình càng lớn. Thưa quý vị, cũng trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng giải thích lý do ông quyết bổ nhiệm ông Andrei Belousov, một nhà kinh tế hàng đầu làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga, thay thế Đại tướng Sergei Hãng tin RT dẫn lời ông Putin phát biểu hôm 15 tháng 5 về quyết định bổ nhiệm ông Belousov. Ông ấy hiểu rất rõ những gì cần phải làm cho nền kinh tế của toàn bộ tổ hợp an ninh mà Bộ Quốc phòng là thành phần chủ chốt để phù hợp với nền kinh tế chung của đất nước. Điều này là cực kỳ quan trọng và liên quan đến sự phát triển đổi mới của ngành công nghiệp, cũng như tính đến khả năng của nền kinh tế và ngân sách. Tổng thống Putin cho biết thêm, có thể nói mối quan hệ giữa súng và bơ phải được tích hợp một cách hữu cơ vào chiến lược phát triển tổng thể của Nga. Tôi hy vọng ông Andrei Belousov sẽ đảm nhận nhiệm vụ này tốt nhất có thể. Ông Putin cho biết chi tiêu quân sự của Nga đã tăng và chiếm khoảng 8,7% GDP vào năm 2024. Nhà lãnh đạo Nga giải thích dù không phải là tỷ lệ 13% như thời Liên Xô, chi vào những năm 1980 trong giai đoạn đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, nhưng đây vẫn là một nguồn tài nguyên lớn và chúng ta phải sử dụng rất cẩn thận và hiệu quả. Lĩnh vực gần nhất mà ông Belousov đảm nhiệm có liên quan đến việc phát triển các công nghệ lưỡng dụng như thiết bị không người lái và máy bay không người lái UAV. Sau khi được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Belousov cho hay, bối cảnh công nghệ trong xung đột Nga-Ukraine đang thay đổi gần như hàng tuần.